Trung Đông, mảnh đất của những lời nguyền và mối hận thù truyền kiếp. Trên một lãnh thổ chỉ rộng 7.207.575 km2 với dân số trên 370 triệu người, Trung Đông là tên gọi địa chính trị, đồng thời là khái niệm địa lý để chỉ khu vực lãnh thổ của 17 quốc gia được Liên Hợp Quốc công nhận. Sở dĩ có tên gọi Trung Đông là vì khi nhìn từ châu Âu, vùng này nằm ở phía đông. Một số quốc gia Đông Âu và Nam Âu gọi vùng này là Cận Đông hay Trung Cận Đông, tất cả đều xuất phát từ cảm quan địa lý. Vùng Trung Đông có một bề dày lịch sử đáng nể so với nhiều quốc gia châu Âu và thế giới, bởi đây chính là một trong 7 chiếc nôi nguồn gốc của loài người. Trung Đông có vị trí cực kỳ chiến lược, nó nằm ở khu vực ngã ba chiến lược nối liền châu Á với châu Phi và châu Âu. Tại đây có những cửa biển thông ra Địa Trung Hải tới Đại Tây Dương, có thể thông ra Biển Đỏ nối liền với Ấn Độ Dương. Trung Đông còn là nơi giao thoa của nhiều tôn giáo lớn trên thế giới, trong đó đạo Hồi thống trị với trên 350 triệu tín đồ. Tình hình xung đột Trung Đông gần đây đã trở nên khó kiểm soát hơn bao giờ hết. Mối hận thù và những căng thẳng ngày càng trở nên sôi sục hơn, làm gia tăng nỗi lo về một cuộc chiến toàn diện giữa những cường quốc quân sự hàng đầu khu vực này. Mà điểm nóng nhất chính là cuộc chiến giữa hai siêu cường quốc lắm tiền nhiều của là Israel và Iran. Sau đây, hãy cùng Việt Discovery phân tích sức mạnh quân sự mà hai quốc gia này đang sở hữu để chúng ta hiểu rõ được bên nào đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến này các bạn nha. Nhìn chung, cả Israel và Iran đều là hai siêu cường, cho nên họ có sức mạnh quân sự khá đồng lạng đồng cân. Iran có sự giúp sức của mạng lưới nhóm vũ trang rộng khắp Trung Đông, trong khi Israel có đồng minh hỗ trợ vô điều kiện là Mỹ và các đồng minh của Mỹ. Chúng ta hãy cùng phân tích cụ thể xem quân sự hai nước này khác nhau như thế nào. 1. Về quân số, Iran có lực lượng binh sĩ thuộc hàng lớn nhất ở Trung Đông với khoảng 1,2 triệu binh sĩ, gồm ít nhất 580.000 quân chính quy và 200.000 quân dự bị, bên cạnh đó là hàng ngàn hệ thống pháo binh. Israel có khoảng 750.000 quân nhân, gồm 170.000 quân chính quy và 465.000 quân dự bị. Nhưng một phần lớn trong số này đang tham gia vào các hoạt động bảo vệ biên giới trên dải Gaza, trong khi một phần khác duy trì hiện diện ở biên giới phía Bắc để ngăn chặn các cuộc tấn công từ phong trào Hezbollah ở Lebanon. Iran được coi là quốc gia có sức mạnh quân sự hàng đầu Trung Đông, nếu xét về mặt số lượng, vũ khí, khí tài, sự gắn kết, kinh nghiệm và chất lượng nhân lực thì Iran đều áp đảo. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng sức mạnh và độ tinh vi của các lực lượng vũ trang Iran sẽ không thể bằng Israel. Điểm yếu nhất của quân đội Iran là không quân, với lực lượng máy bay phần lớn lạc hậu. Nhiều xe tăng, xe bọc thép của Iran đã cũ kỹ, hải quân nước này cũng chỉ có một số ít tàu chiến lớn. Dù bị áp đảo về lượng binh sĩ, nhưng Israel không hề bị áp đảo về hỏa lực. Lực lượng phòng vệ Israel có hơn 3.000 xe tăng trong biên chế, gần gấp đôi so với Iran. Cần biết rằng, Israel và Iran họ không nằm kề nhau, mà được ngăn cách bởi một số quốc gia như Syria, Iraq, Jordan và Ả Rập Saudi, với khoảng cách trên 1.000 km theo đường chi bay. Vì đặc điểm địa lý này, đồng nghĩa với kịch bản xung đột trên bộ sẽ rất khó xảy ra, ngay cả khi Iran cố gắng đưa quân sang Iraq và Syria để tiếp cận Israel, thì Iran sẽ gặp phải phản ứng tức thì của Mỹ. Do đó, hoạt động giao tranh nhiều khả năng sẽ xoay quanh lực lượng không quân và hải quân giữa hai nước. 2. Về sức mạnh không quân, Israel thì vượt trội về không quân, còn Iran thì cực kỳ nhiều tên lửa. Lực lượng không quân Israel, viết tắt là IAF, lực lượng này chắc chắn chiếm ưu thế trước đối thủ khi sở hữu những chiến đấu cơ tốt nhất do Mỹ sản xuất, bao gồm máy bay tàng hình F-35 đáng gờm, bên cạnh F-15 và F-16 được thiết kế đặc biệt theo yêu cầu của lực lượng không quân Israel. Không quân Israel còn được cho là sở hữu số lượng máy bay chiến đấu áp đảo so với lực lượng không quân Cộng hòa Hồi giáo Iran. Israel có khoảng 460 máy bay quân sự, còn Iran chỉ có 336 chiếc. Trong khi Israel được trang bị những máy bay tân tiến và mạnh mẽ nhất từ Mỹ, thì lực lượng không quân Iran sử dụng nhiều loại chiến đấu cơ khác nhau, bao gồm F-14, Tomcat thế hệ cũ. Bên cạnh một loạt máy bay chiến đấu được Nga và Trung Quốc sản xuất, không quân Iran gần đây đã đặt mua một phi đội tiêm kích Su-35 từ Nga nhằm củng cố năng lực tác chiến, song những chiếc máy bay này vẫn chưa được bàn giao. Không sở hữu nhiều chiến đấu cơ như Israel, nhưng Iran nắm trong tay một loạt tên lửa và UAV cực kỳ uy lực. Kho tên lửa và UAV của quốc gia này được đánh giá là có số lượng lớn và đa dạng nhất Trung Đông. Nó có thể được sử dụng để triển khai các cuộc tấn công nhằm vào Israel. Mặc dù hệ thống phòng không đa tầng của Israel rất mạnh mẽ, nhưng với số lượng áp đảo về tên lửa và máy bay không người lái,
thì không thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra nếu Iran dồn 100% hỏa lực tấn công. 3. Về sức mạnh hải quân. Theo xếp hạng sức mạnh về hải quân, thì Iran hiện đang đứng thứ 101, còn Israel đang xếp trên với vị trí sức mạnh đứng thứ 67. Cụ thể, Iran sở hữu 19 tàu ngầm, trong khi đó Israel chỉ là 5 tàu. Iran có 7 tàu khu trục, trong khi đó Israel không có tàu khu trục nào. Iran có 3 tàu hộ vệ, còn Israel là 7 tàu. Iran sở hữu 21 tàu tuần tra, con số này là 45 của Israel. Ngoài ra, Israel được cung cấp và hỗ trợ hải quân từ đồng minh quân sự là Mỹ, cho nên chất lượng và uy lực của hải quân Israel vẫn nhỉnh hơn so với Iran. 4. Sự giúp sức của các đồng minh. Nếu cuộc khủng hoảng giữa Iran và Israel trở nên nóng bỏng, các đồng minh của cả hai bên khó có thể ngồi bên lề. Đồng minh lớn nhất của Israel chính là Mỹ. Israel chính là khách hàng quốc tế đầu tiên sử dụng máy bay tàng hình đắt đỏ F-35, vốn được mệnh danh là chiến đấu cơ tiên tiến nhất từng được Mỹ chế tạo. Israel đang trong quá trình mua 75 chiếc F-35 và tính đến năm ngoái, nước này đã nhận tổng cộng là 36 chiếc. Bên cạnh đó, Mỹ cũng giúp Israel phát triển và trang bị hệ thống phòng không Iron Dome, hay còn gọi là vòm sắt. Washington đã nhiều lần gửi cho Israel hàng trăm triệu đô la Mỹ để giúp quốc gia này bổ sung tên lửa đánh chặn, nâng cấp toàn bộ hệ thống phòng không của Israel. Không những thế, Mỹ còn hỗ trợ tài chính để Israel phát triển hệ thống David Sling, được thiết kế để bắn hạ rocket ở khoảng cách lên đến 200 km. Ngoài viện trợ quân sự và tài chính, Mỹ còn hỗ trợ Israel ở nhiều khía cạnh khác, bao gồm sử dụng quyền phủ quyết ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để ngăn chặn những nghị quyết bị xem là nhằm chỉ trích Israel. Hiện ở phía đông Địa Trung Hải, Mỹ đã điều 2 tàu khu trục sẵn sàng hỗ trợ và gây sức ép với Iran. 2 tàu này đều được trang bị hệ thống Aegis nhằm để chống tên lửa đạn đạo từ phía Iran. Hạm đội tàu sân bay Eisenhower của Mỹ hiện đang di chuyển về phía bắc thông qua biển đỏ hướng về Israel. Lực lượng điều thêm của Mỹ bao gồm cả tàu và máy bay chiến đấu, bên cạnh hàng chục ngàn binh sĩ Mỹ hiện đang có mặt ở Trung Đông. Trong đó có khoảng 3.400 binh sĩ đồn trú tại các đồng minh của Mỹ là Iraq và Syria. Iran cũng không phải dạng vừa, khi mà các lực lượng ủy nhiệm liên minh với nước này đều đang trong chế độ sẵn sàng đợi lệnh từ Iran. Iran dù cách xa biên giới Israel hàng trăm km, nhưng lại có rất nhiều lực lượng ủy nhiệm được trang bị tốt như Hamas. Lực lượng này đang trực tiếp gây hấn với Israel tại các vùng ranh giới tranh chấp hàng thập kỷ qua. Trong trường hợp Iran đưa ra mệnh lệnh tấn công, thì các nhà lãnh đạo lực lượng Hezbollah ở Lebanon sẽ nhanh chóng tăng cường hoạt động gây hấn chống lại Israel ngay lập tức. Hơn nữa, dù Iran không thể điều quân sang Iraq và Syria để tấn công Israel, nhưng Iran lại sở hữu một lực lượng trung thành đông đảo ở cả hai quốc gia này. Các lực lượng này có khả năng sẵn sàng chiến đấu thay Iran. Một trong những lực lượng ủy nhiệm không thể không kể đến, đó là Houthi ở Yemen. Không giống Hezbollah và Hamas, Houthi không xem Israel là kẻ thù lớn nhất và cũng không có chung đường biên giới với Israel, nhưng lại có năng lực tên lửa rất đáng gờm. Nhóm này đã gây tác động đáng kể lên thương mại toàn cầu khi tiến hành các cuộc tấn công ở Biển Đỏ chống lại tàu của Israel. Nếu giới lãnh đạo Iran chỉ đạo một phần hoặc tất cả các lực lượng nói trên cùng khởi xướng, cùng tấn công phối hợp vào Israel, thì lực lượng phòng vệ Israel vốn đang đối đầu với Hamas ở dải Gaza sẽ gặp áp lực cực kỳ to lớn trong việc bảo vệ biên giới cũng như không phận của Israel. Các cuộc tấn công tên lửa phối hợp từ những nhóm này cũng sẽ làm tê liệt hệ thống phòng không của Israel, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả của một cuộc tấn công tên lửa tầm xa từ Iran. Israel vốn sở hữu mạng lưới phòng không tiên tiến bậc nhất, bao gồm hệ thống vòm sắt Iron Dome và hệ thống phòng không David Sling nổi tiếng trên thế giới. Hệ thống này được thiết kế để chống lại các tên lửa tầm ngắn, tầm trung, tầm xa và cả máy bay chiến đấu. Nhưng với số lượng tên lửa cực lớn từ Iran và các nước đồng minh, thì các hệ thống phòng không tiên tiến này có thể bị xuyên thủng nếu hàng loạt tên lửa phối hợp cùng lúc. Iran cũng có đối tác là các cường quốc thế giới, ví dụ như Nga, Trung Quốc. Ngay cả khi họ không trực tiếp tham gia vào các cuộc chiến, nhưng có khả năng họ sẽ nỗ lực hỗ trợ Iran tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc. 5. Về ngân sách quốc phòng. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm đã tính toán ngân sách quốc phòng của Israel vào khoảng 23,4 tỷ đô la Mỹ, bao gồm gần 4 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự hàng năm của Mỹ. Iran có ngân sách quốc phòng rơi vào khoảng 6,8 tỷ đô la Mỹ. Iran bù đắp cho ngân sách nhỏ hơn của mình bằng cách giảm chi phí vận hành và mua sắm vũ khí. Họ sử dụng các giải pháp như chuyển đổi các tàu chở dầu cũ thành căn cứ quân sự nổi trên biển. Họ mua các máy bay,
tàu ngầm loại cũ của Nga, Trung Quốc, Triều Tiên. 6. Về vũ khí. Cả hai nước đều có ngành công nghiệp quốc phòng nội địa lớn, cho phép họ sản xuất mọi thứ vũ khí, từ vũ khí nhỏ, xe tăng, cho đến máy bay không người lái, tên lửa, thậm chí cả vũ khí hạt nhân. Israel đã xây dựng lĩnh vực quốc phòng của mình với sự hợp tác của Mỹ, trong khi Iran hướng tới việc tự cung tự cấp. Họ sản xuất phần nhiều do nhu cầu quốc phòng trong nước. Israel có thể có một con át chủ bài quan trọng, đó là vũ khí hạt nhân. Mặc dù không xác nhận cũng không phủ nhận việc sở hữu những vũ khí như vậy, nhưng với sự thông minh và tiềm lực của Israel, họ bị nghi ngờ có tới gần 80 đầu đạn hạt nhân có thể phóng từ máy bay và tên lửa. Về phần mình, Iran cũng phủ nhận sở hữu vũ khí hạt nhân và tất cả các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác. Bên cạnh việc phát triển kho vũ khí tên lửa khổng lồ, Iran cũng có một con át chủ bài khác, đó là khả năng phong tỏa eo biển Hormuz. Do chiếm vị trí đắc địa, nên nước này có sức mạnh làm tê liệt các nền kinh tế phương Tây bằng cách ngăn chặn 30% tổng lượng dầu thô được vận chuyển qua đường biển. Trong trường hợp họ bị tấn công, chắc chắn họ sẽ sử dụng con át chủ bài này để gây áp lực ngược lại. 7. Về kinh nghiệm chiến đấu. Trải qua hàng chục cuộc chiến tranh và các cuộc nổi dậy với các nước láng giềng kể từ năm 1948, Israel cho đến nay là quốc gia có quân đội thiện chiến nhất ở Trung Đông. Iran cũng có kinh nghiệm chiến đấu đáng kể. Cách mạng Hồi giáo năm 1979 diễn ra trong cuộc xung đột tàn khốc với Iraq kéo dài gần hết thập niên 1980, trong đó có tới 600.000 binh sĩ Iran và hơn 500.000 quân Iraq đã thiệt mạng. Trong nhiều thập kỷ kể từ đó, quân đội Iran đã có được kinh nghiệm chiến đấu trong nhiều cuộc xung đột khác. Nhìn chung, cả hai bên đều có những kinh nghiệm cọ sát thực chiến quý giá. Với 7 tiêu chí trên, theo các bạn, bên nào là bên đang nắm giữ lợi thế nếu cuộc chiến toàn Trung Đông nổ ra? Dĩ nhiên, không ai trong chúng ta muốn bất kỳ cuộc chiến nào xảy ra cả. Nhưng cuộc sống đó vốn vận hành như thế. Bạn không đánh, không có nghĩa người khác để bạn yên. Ai cũng có những toan tính riêng để đạt lợi ích tốt nhất cho mình mà thôi. Tới đây, Việt Discovery xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Xin kính chào và hẹn gặp lại.